Rạng sáng ngày 7 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng khiến cho hai người thương vong xảy ra tại một khách sạn trên đường Tên Lửa thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Thông tin ban đầu, vào tối ngày 6 tháng 5, Lê Minh Tuấn, 30 tuổi, quê Bình Phước, cùng bạn gái là TBT, 23 tuổi, quê Sóc Trăng, đến thuê phòng trọ tại khách sạn trên. Đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày, cả hai nảy sinh mâu thuẫn lớn tiếng. Khi nhân viên khách sạn lên kiểm tra, thì Tuấn bất ngờ khóa trái cửa lại và đe dọa giết chị T. Trước tình huống trên, nhân viên khách sạn đã gọi điện báo cho công an đến xử lý. Tuy nhiên, khi công an đến nơi kiểm tra, thì phát hiện chị T đã bị đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ. Riêng Tuấn cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể do mâu thuẫn tình cảm nên Tuấn đã ra tay sát hại bạn gái rồi tự sát nhưng không chết. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.